Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Man Space. Thì các bạn biết á, cuộc đời của chúng ta là những cái bài kiểm tra. Khi mà chúng ta nhỏ thì có kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết. Khi mà lớn lên á, những bài kiểm tra quan trọng hơn như là những bài kiểm tra thi đại học. Khi mà chúng ta đi mua đồ có những bài kiểm tra chất lượng có phải là đồ real hay là đồ fake hay không. Và kể cả trong tình yêu á, thì những bài kiểm tra không thể nào thoát được anh em. Khi mà các chàng trai á, họ có thể lên mạng xã hội, họ có thể học vài cái tip nhỏ thôi. Sau đó họ sẽ cố tỏ ra mình là một cái quý ông, họ sẽ cố tỏ ra mình là một chàng bad boy. Nhưng mà anh em ơi, phụ nữ họ không có dễ dàng á mà họ bị lừa vậy đâu. Phụ nữ họ sẽ có những cái bài kiểm tra ngầm để biết được xem là liệu rằng cái chàng trai trước mặt họ nè, anh ấy có phải là một cái chàng trai gentleman, anh ấy có phải là một cái chàng trai alpha như cách đó mà anh ấy đang thể hiện ra bên ngoài hay không. Rất là nguy hiểm nha. Cho nên ngày hôm nay á, ở channel Man's Bay, tôi sẽ nói ra một cái tập khá là hay với cái tiêu đề là 5 cái bài kiểm tra của phụ nữ để xác định được rằng liệu bạn là một chàng trai alpha man hay bạn chỉ là một chàng trai đang giả vờ thôi nha. Ok, mời tất cả các bạn cùng tôi đi toàn bộ clip này đến từ channel Man's Bay. Let's go. Ok anh em, thì những thứ mà tôi sắp sửa đề cập là những thứ dựa trên quan điểm cá nhân của tôi. Và có một số thứ mà nếu anh em xem mà cảm thấy là chưa phù hợp lắm thì mong là anh em hãy xem clip này với tâm trạng cởi mở nhất. Mà cũng nhớ là tôi không có mang ý định dạy đời hay là gì hết. Những thứ này là những thứ chia sẻ cá nhân của tôi nha anh em. Ok. Cái bài kiểm tra đầu tiên mà phụ nữ sẽ sử dụng để xem coi anh ấy nè, cái anh chàng này nè, có phải là một chàng trai alpha man hay không. Đó là cái cách đó mà chàng trai này nói với phụ huynh của mình. Rồi biết rồi, nghe là mệt quá. Rồi biết rồi, tối về. Rồi cúp nha. Thiệt luôn, ông bà già anh mệt quá, suốt ngày gọi làm bèm hoài. Nếu như bạn ở đây á, đang cố tỏ ra là một cái chàng trai alpha man, một quý ông lịch lãm, nhưng mà khi mà đi với phụ nữ á, mà các bạn gọi về phụ huynh của mình á, là ổng, là bả. Ví dụ như là bà già nhà anh khó quá, hay là ông già nhà anh lo. Thì thực ra phụ nữ họ rất là kỳ khi mà anh em nói phụ huynh mình với những cái danh xưng như vậy. Mà ngoài nói về gia đình á, phụ nữ còn rất là ghét khi mà anh em nói về những người khác là con nhỏ này, thằng kia đã là một quý ông alpha. Thì anh em cũng nên học cái cách nói về những người khác, tôn trọng người ta và cực kỳ tránh cái việc gọi phụ huynh của mình là ổng với bả nha. Anh em rớt liền lập tức luôn. Cái bài test thứ hai của phụ nữ để xác định được anh chàng trước mặt của cô ấy có phải là một quý ông lịch thiệp hay không, đó chính là khi mà anh em đi chung cô gái này nè, liệu rằng con mắt của anh em có khả năng chỉ nhìn vào cô gái này hay không. Yeah, thì hôm nay anh thấy em rất là đẹp, em đẹp nhất trong đêm nay luôn á. Anh cũng được á. Ờ thì cũng anh em cũng thấy ngon lắm em. Xích ra xíu đi, anh thấy góc này em đẹp hơn rồi. Yeah, em. Nhưng mà khi mà anh em đang muốn là một quý ông lịch thiệp, mà anh em đi với cô bạn gái của mình, đi với cô crush của mình, và trước mặt anh em là một cô gái rất là nóng bỏng, mặc đồ rất là hở hang, thì khi mà anh em đi mà anh em cứ nhìn dán mắt về người ta nhìn như vậy, mà phụ nữ thấy có nghĩa họ biết được rằng anh chàng trước mặt của họ chỉ là một cậu bé thôi, mới muốn những thứ mới, mới đứng núi này trông núi nọ. Cho nên á, khi mà anh em đi với phụ nữ, nhất là đi với bạn gái của mình á, đừng bao giờ nhìn những cô gái khác, đừng bao giờ tỏ ra là anh em thèm thuồng trước cái body nóng bỏng của họ. Vì chắc chắn nếu mà anh em là như vậy, anh em mất cả chì, mất cả chài luôn đó anh em. Cái bài test thứ ba của phụ nữ sử dụng để mà xác định được xem là anh em có phải là quý ông lịch thiệp hay không, đó chính là cái sự chỉnh chu. Mà sự chỉnh chu đây tôi không nói là anh em biết cần khoác bộ đồ lên, đóng thùng, xịt nước hoa là chỉnh chu. Thì chỉnh chu này ai cũng làm được hết á, mà đâu ai cần test anh em một chi. Phụ nữ họ quan tâm là cái sự chỉnh chu ở những nơi mà người ta không thấy được. Thì em nhắm mắt nha, anh dắt em về chỗ này rất là bất ngờ cho em đó. Yeah, ok. Em mở mắt ra đi, tự nhiên như ở nhà nha em. Lên đây với anh nè. Ôi. Tôi lấy ví dụ nha, anh em khoác bộ suit vô đóng thùng rất là đẹp, dắt được cô gái về nhà. Nhưng mà khi mà anh em mở cửa phòng của anh em ra thì ôi cái phòng của anh em vừa có rác, rất là như một cái bãi chiến trường á. Cô gái này nhận ra rằng á là cái sự chỉnh chu trên cơ thể của anh em chỉ là một cái bẫy thôi để dụ cô ấy về nhà. Hoặc một số chàng trai khi mà chở phụ nữ đi chơi, mở cốp xe ra thì ôi cốp xe vừa có nón bảo hiểm, vừa có quần áo, vừa có rác,
dù có mọi thứ thì cô ấy sẽ không bao giờ dám ngồi lên cái xe của anh em lần thứ hai. Thì anh em sẽ hỏi tôi á là không lẽ giờ anh em đi chơi với phụ nữ anh em phải xách theo cái ba lô để bỏ đồ vô, thì anh em có thể cất đồ trong Calvin Messenger Bag đến thương hiệu Frank. Thì cho anh em nào chưa biết á, Frank là một cái local brand ở Việt Nam nha, với những cái món đồ da made in Việt Nam và made by Vietnamese. Thì đây á là một cái chiếc túi anh em vừa có thể đeo chéo hoặc là anh em có thể xách tay luôn. Thì chiếc túi này á được làm từ da bò Saffiano và da bò trơn. Nếu mà anh em chưa biết á, da bò Saffiano là một cái công nghệ làm da xuất phát từ thương hiệu Prada. Và cái hay nữa của thương hiệu Frank á là khi mà anh em mua đồ á, họ sẽ ship tới anh em bao gồm cả là dust bag, bao gồm hộp, bao gồm mọi thứ. Nói chung á là khi á mà tôi trải nghiệm một lần thôi, tôi có thể xác định được với anh em Frank á là một cái thương hiệu với những món đồ luxury nhưng mà giá cả thì không thể nào hợp lý hơn nữa. Và đặc biệt hơn á là vì đây là channel Men's Bay, anh em đang xem channel của tôi mà, cho nên khi mà anh em mua hàng ở Frank á, anh em hãy nhập code Men's Bay 10 để được giảm giá ngay lập tức 10% trên tổng hóa đơn của anh em luôn nha. Cho nên nói tóm gọn lại, đây là một cái thương hiệu đồ da made in Vietnam, made by Vietnamese mà anh em nên tham khảo qua nha anh em. Cho nên là đừng ngần ngại check out ngay lập tức thương hiệu Frank nha anh em. Và đây chính là sản phẩm Calvin Messenger Bag. Cái bài test thứ tư của phụ nữ đó chính là liệu rằng anh em đã ăn đúng cách hay chưa. Em ăn đi, em đừng ngại nha. Để anh ăn trước, em kể cho anh vài thứ về em coi. Xin lỗi. Cho anh thật ra rất là thích ánh mắt ngon của em á. Ngon quá. Em dùng răng hả? Đừng ngại em. Ở bên phương Tây á, họ có một quan niệm á, cái cách ăn của một chàng trai á sẽ quyết định được anh ấy có phải là một quý ông hay không. Nhưng mà với kinh nghiệm cá nhân của tôi á, thì tôi thấy là còn rất là nhiều những cái chàng trai ăn chưa đúng cách. Ăn đúng cách ở đây là sao? Đó là khi mà các anh em đi ăn á, anh em cần phải biết được cái kỹ thuật dùng dao, muỗng, đĩa. Đây là ba cái thứ mà đối với tôi rất là quan trọng nha. Anh em phải chắc chắn được rằng á, là mình đang dùng dao và dùng nĩa một cách đúng cách. Một cái ví dụ thôi nha, là khi mà anh em ăn á, anh em húp nước đi, anh em dùng cái muỗng á, thì liệu rằng anh em có đang đưa cái đầu muỗng thẳng về phía miệng mình hay là anh em chỉ đang húp cái phần ngang đó thôi. Một cái người phụ nữ, họ là một cái người phụ nữ có đẳng cấp á, thì những cái hành động nhỏ này của anh em họ sẽ xác định được rằng chàng trai này thực ra chỉ đang là một cậu bé này thôi. Và một cái tip rất là hay nữa đó chính là khi mà anh em đi ăn với phụ nữ á, anh em cần có một cái tốc độ ăn cùng lúc với phụ nữ, tránh cái trường hợp á mà anh em ăn nhanh thiệt nhanh rồi anh em ngồi anh em nhìn người ta ăn, hoặc tránh cái trường hợp á mà anh em vừa ăn xong anh em lại nói ra, anh em lại mở miệng ra, anh em nói đồ ăn nó văng tứ tung, thì đây là những cái hành động rất là mất đĩa phụ nữ. Cho nên cái yếu tố thứ tư á đối với tôi là yếu tố rất là quan trọng, đó chính là anh em cần phải xác định được, cần phải kiểm tra và cần phải học nếu như anh em vẫn còn đang làm sai về cách sử dụng dao, muỗng, nĩa và những cái yếu tố ăn cơ bản khi mà anh em ngồi một cái bàn ăn nha. Cái bài kiểm tra thứ năm đó là cách á mà anh em mình đi vệ sinh. Ví dụ như là mời một cô gái qua nhà hoặc là anh em qua nhà một cô gái á, mà khi mà anh em đi vệ sinh á, mà nếu như mà anh em đi vệ sinh một cách sai cách á, thì đây là một cái điểm trừ, gọi là có thể gọi là trừ thua luôn, âm điểm luôn. Đó là sao? Đó là khi mà anh em mình đi tiểu á, thì anh em cần phải nhớ đó chính là anh em hãy bật cái nắp bồn cầu lên trước. Đừng bao giờ mà anh em đi vệ sinh mà anh em đi tiểu, mà anh em đi tiểu lên cả cái nắp bồn cầu hay là nó văng tứ tung nước tiểu của mình. Thì phụ nữ họ rất là quan trọng về cái chuyện đi vệ sinh. Đối với phụ nữ, cái sự gọi là vệ sinh cá nhân rất là quan trọng. Và mỗi câu châm ngôn của những quý ông á là a gentleman always flush twice, có nghĩa là một quý ông khi mà đi vệ sinh lúc nào cũng phải xả nước tới 2 lần. Không có gì tệ hơn là cái việc mà phụ nữ họ bước vào nhà vệ sinh và họ thấy là cái bãi chiến trường của anh em ở đó mà chưa dọn, thì có thể là anh em cũng chẳng còn cái gì mà gọi là hình ảnh trong mắt phụ nữ đâu.
Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem toàn bộ clip này đến từ channel Men's Bay với cái tựa đề là 5 bài test của phụ nữ. Thực ra còn rất rất là nhiều những cái bài test nữa mà nếu như mà anh em thích đó thì hãy comment cho tôi biết. Tôi sẽ làm nhiều tập, nói thật là có thể là một cái series luôn. Mà tôi tin chắc á là anh em nếu mà nghe những cái tips này của tôi á thì cái hình ảnh của anh em sẽ được nâng cấp lên rất là nhiều trong mắt phụ nữ luôn. Ok, thì cảm ơn tất cả các anh em đã xem toàn bộ clip này. Và anh em cũng đừng quên check out lập tức thương hiệu Frank nha anh em, với sản phẩm Calvin Messenger Bag. Ok, là quảng cáo chút xíu nữa rồi, cảm ơn anh em nhiều. Ok, thì nếu mà anh em xem tới đây rồi á thì anh em hãy kiểm tra ngay lập tức cái nút đăng ký kênh chưa. Là vì cá nhân tôi á là một người cũng xem YouTube, có những kênh đó tôi xem rất là lâu rồi mà mặc dù họ nói là đăng ký kênh nhưng mà tôi không nghĩ là cần đăng ký kênh, là vì video họ cũng sẽ hiện lên. Nhưng mà vì đây là channel Men's Bay, tôi đang muốn hướng tới mục tiêu là 100.000 sub trong năm nay và rất rất là cần cái sự giúp đỡ của anh em. Tại vì nếu như mà không có anh em thì không có cái kênh channel Men's Bay, cho nên nếu anh em đã xem tới đây rồi thì hãy đừng ngần ngại, chỉ bỏ ra thêm 2-3 giây thôi, bấm vào nút đăng ký kênh và nắm thêm cái chuông để ủng hộ tinh thần channel Men's Bay và ủng hộ những content cực kỳ chất lượng mà chắc chắn sau này Men's Bay sẽ ra phục vụ cho anh em nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và bây giờ thì chào anh em.